Khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 3, nhóm 7 người cùng đi chơi tại khu vực sông Vũng Gia, tổ dân phố 4, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó có 3 thanh niên xuống tắm sông. Trong lúc đang bơi ra bờ đá giữa sông thì bất ngờ B, sinh năm 1999, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, bị chuột rút và chìm xuống dòng sông. Không thấy B bơi lên, những người trong nhóm đã lập tức hô hoán tìm người đến cứu. Ngay lập tức, công an thị trấn Trà Xuân có mặt tại hiện trường triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân. Mặc dù được sơ cứu hô hấp nhân tạo, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Chiều ngày 26 tháng 3, ông Trần Ngọc Trực, bí thư đảng ủy xã Đắk Long, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã chỉ đạo công an xã phối hợp với ngành chức năng điều tra làm rõ vụ nổ đầu đạn, làm 3 người chết, 3 người bị thương. Thông tin ban đầu chiều ngày 25 tháng 3, anh A Nhi, 23 tuổi, thôn Con Đao Dớp, xã Đắk Long, cùng người thân đi làm rẫy thì phát hiện quả đạn có đường kính khoảng 5cm, chiều dài khoảng 30cm thì nhặt về nhà. Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi mọi người đang ngồi xung quanh, A Nhi cầm dao chặt quả đạn thì bất ngờ đạn phát nổ. Hậu quả, A Nhi tử vong tại chỗ, A Phước, 4 tuổi, con trai A Nhi tử vong khi đi cấp cứu. 4 người còn lại là Y Khung, 22 tuổi, vợ A Nhi, A Tiến, 11 tuổi, em ruột chị Y Khung, A Tu, 56 tuổi, bố vợ A Nhi và A Thuần, 12 tuổi, cháu ruột A Tu, bị thương. Trong đó Y Khung, A Tiến và A Thuần bị thương nặng nên được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Riêng A Tu thì bị nhẹ nên sơ cứu tại địa phương. Theo đảng ủy xã Đắk Long, đến sáng ngày 26 tháng 3, A Tiến đã tử vong tại bệnh viện. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết, ngày 20 tháng 4 tới, đơn vị sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo kêu oan của cựu đại tá Phùng Anh Lê, cựu trưởng công an quận Tây Hồ về tội nhận hối lộ. Trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 8 năm 2022, bị cáo Phùng Anh Lê liên tục kêu oan trong quá trình xét xử. Bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù vì tội nhận hối lộ. Tòa sơ thẩm cũng tuyên buộc bị cáo Phùng Anh Lê phải nộp 110 triệu đồng tiền nhận hối lộ để xung công quỹ nhà nước. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Phùng Anh Lê đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng bản thân không có tội, bị oan. Theo bản án sơ thẩm ngày 19 tháng 9 năm 2016, anh Nguyễn Công Thành ở quận Hoàng Kiếm, Hà Nội đến công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ tố cáo một nhóm người bắt giữ trái pháp luật rồi hành hung anh. Nguyễn Hữu Tài cùng một số đồng phạm ra đầu thú do liên quan đến sự việc trình báo của anh Thành. Quá trình điều tra, công an quận Tây Hồ tạm giữ Tài 4 ngày. Thời điểm đó, người thân của Nguyễn Hữu Tài đã tìm gặp ông Phùng Văn Bảy, chú họ của bị cáo Phùng Anh Lê để nhờ giúp đỡ. Ông Bảy đặt vấn đề và được bị cáo Phùng Anh Lê đồng ý cho Tài ra về với điều kiện gia đình nghi phạm phải chịu chi 110 triệu đồng. Sau đó ông Bảy mang tiền đến phòng làm việc của bị cáo Lê. Sau khi nhận tiền, bị cáo Lê chỉ đạo cấp dưới tha người trái pháp luật. Đầu năm 2021, công an thành phố Hà Nội ra soát và lật lại hồ sơ vụ án. Bị đưa ra xét xử, bị cáo Phùng Anh Lê liên tục kêu oan, phủ nhận cáo buộc và lời khai của người liên quan. Nhận định khi tuyên án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng bị cáo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng vì động cơ mục đích không trong sáng, vụ lợi đã tha trái pháp luật đối tượng Tài. Ngày 26 tháng 3, Bắc Bộ đột ngột trở lạnh đến rét do không khí lạnh tràn về. Nhiều người lo ngại nóng lạnh đột ngột sẽ gây sốc nhiệt dẫn đến nguy cơ bệnh. Trước đó, tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và miền Trung đã có nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiều nơi cây rụng lá vì khô khát. Tại tỉnh Hòa Bình đã có 3 trạm khí tượng đo được nền nhiệt vượt kỷ lục trong lịch sử, nơi cao nhất là Kim Bôi với 41,2 độ C. Dự báo từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3, nền nhiệt thấp nhất tại Hà Nội sẽ giảm thêm 1-2 độ C, xuống còn 18-19 độ C vào ban đêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đêm ngày 28 và ngày 29 tháng 3, Bắc Bộ sẽ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, kèm trời lạnh, vùng núi rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ nay đến ngày 31 tháng 3 cũng có mưa rào, Bắc Trung Bộ lạnh, nhưng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4 sẽ nắng nóng cục bộ trở lại, riêng Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng. Sáng ngày 26 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân cao điểm nước rút, cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho học sinh trên địa bàn.
Theo đó, từ nay đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung ưu tiên cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân là học sinh có năm sinh từ năm 2004 đến năm 2008. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Học sinh trong độ tuổi trên đều có thể đến cơ quan công an gần nhất để làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip nhằm đảm bảo giấy tờ cần thiết phục vụ tham gia các kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, trong đợt cao điểm này, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp căn cước công dân gắn chip theo chủ trương, không phân biệt nơi thường trú và không yêu cầu học sinh quay về địa phương để lấy thông báo số định danh đối với trường hợp thiếu thông tin. Mục tiêu công an thành phố Hồ Chí Minh đặt ra là 100% các em trong độ tuổi tuyển sinh đều có căn cước công dân gắn chip và mã định danh điện tử trước ngày 20 tháng 5 năm 2023. Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết các bác sĩ của trung tâm vừa tiếp nhận điều trị hai bệnh nhân bị viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn liên cầu lợn gây ra. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân 73 tuổi ở Duy Tiên, Hà Nam đã giết mổ và ăn thịt heo bị bệnh. Sau ăn một ngày, bệnh nhân bị đau đầu, buồn nôn, sốt cao và hôn mê. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 41 tuổi ở Hưng Yên bị viêm màng não mủ do liên cầu lợn sau 9 ngày ăn tiết canh ở chợ. Để chủ động phòng chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm liên cầu lợn ở người, triển khai ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn sản phẩm từ heo chưa được nấu chín hoặc từ heo bị dịch, chết, không ăn tiết canh heo. Đồng thời, những người chăn nuôi tiếp xúc giết mổ, buôn bán gia súc cần có biện pháp bảo hộ lao động như đeo găng tay, khẩu trang. Người có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh liên cầu lợn đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã phát cảnh báo hai thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet và Tensicare đang quảng cáo vi phạm quy định trên một số website và mạng xã hội. Theo đó, sản phẩm Nutrizabet do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ TCG Việt Nam ở số 44 Nguyễn Viết Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội công bố đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm được quảng cáo là sữa hạt tiểu đường, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường. Còn sản phẩm Tensicare do công ty trách nhiệm hữu hạn Natural Origin ở số 152 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh công bố đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm đang được quảng cáo có công dụng hỗ trợ điều trị cao huyết áp, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Theo Cục An toàn Thực phẩm, hai sản phẩm trên đang được quảng cáo không đúng công dụng của sản phẩm, không đúng nội dung cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, trong khi thực tế đây chỉ là các thực phẩm bảo vệ sức khỏe.